Thằng Chiến có kèo không? Thế giờ là anh muốn đánh giải trí hay đánh để vô địch Serie B đây? Nói luôn để anh em có quan điểm. Sếp gọi được khu bạch 50k, khó lắm các bạn, mày bách celeb rồi. Đủ cái game rồi, đấy của vào. Mày ăn đông mới trả đội anh em ạ. Thấy bình thường. Ấy á. Lâu rồi không chơi, Trường ơi. Tôi bỏ qua mới chơi lại cùng mấy thằng này mấy game xong rồi bỏ mấy tháng rồi. Cảm ơn Ly Xeo Tú nhá. Cảm ơn anh nhiều. Bích tướng ở quê vẫn còn tuyệt vời, tuyệt vời. Được anh ơi, được anh ơi. Ôi rồi. Không biết còn nhớ cái cam của cô. Cảm ơn kiểu canh nha, thank you nhiều nhiều nhá. Cô. Đấy, để trước cái quá à chà. Để trước cái tài khoản ngân hàng ở đây này. Tí nữa là được kèo cái enter luôn này. Lâu lắm mà không đánh floor đấy. Sợ bên kia không chịu nổi ấy. Vẫn đánh vẫn như ngày nào anh nhỉ? Ê thằng Ento kia nó hỏi tên ADC kìa. Anh ADC là anh Eli mà. Rồi em nói cái đi. Lokubo ấy à? ADC, chỉ có ADC thôi. Hello Đi nào. Hello anh em nha, chúc anh em xem livestream vui vẻ nhá. Con này bánh nó ảo lắm các bạn ơi. Tay giờ vẫn dẻo lắm. Vẫn vô địch CLB bình thường á. Kiểu là nhìn là thấy đống tay nó cờ cờ đó. Cái hai mình chặt được chiếc một anh em ra. Giáp nhỉ. But we'll not heal. Đây là dây giáp anh em ạ. Thằng mít đã mất flash rồi đấy. Chơi được á. Vả đi, vả đi, vả mồm nó, vả đi. Châu vào châu ơi. Về đây ra kìa. Ngon nha, ngon nha, ngon. Ui dồi ôi. Thơm thế. Đến đấu thử xem hai con này đang làm sao. À sao có nhiều đam thế nhở anh em nhở. Có mình. À ở đây. Nó có mình đau vãi. Thở oxy rồi. Cái kia đang cầm bình oxy thở. Làm tí khí cười đánh gấu. Ôi trời ơi. Xem nhau. Ôi mẹ nó hỏng rồi. Cũng né được anh em ạ. Ơ này. Ui. Em đừng ở trên rồi anh em ơi. Anh đừng ở dưới sao nhỉ? Bảo sao đứng lại nó chơi mình. Đứng trên. Nó mình trọng nó rồi. Ơ. Ăn dòng được nè. Để xíu ra nha anh em ơi. Chưa biết chứ, chưa đến sân vào đâu. Dừng nói trên top ăn Caesar rồi. Đây là, đó đến này. Ui, ra. Năm người chạy đi, kênh chạy đi, kênh chạy đi. Ôm này chết. Năm mươi ba, chạy đi. Hào, anh kiểu lừa em để bút bít đúng không? Khai thật đi. Có phải lừa em để bút bít đúng không nhỉ? Nhanh lắm, đứng giờ có bít sẵn rồi. Giờ anh em chết được ra bú rồi. Đang tới rồi bạn. Làm đấy. Má cái con Nata này thì nó. Ê, cứu em với. Cứu em với. Anh em ơi, chọc. Cứu em với. Chết rồi, cứu anh em ơi. Chấp sầu thế. Ôi mà. Hello anh em nhá. Nó mất máu, bắn nó không mất máu. Game nó phải căng tí cho nó. Nata nó tốc biến nhá. Cho nó có tính chiến thuật cái nhá. Pha đầu tiên thì nó là không kịp. Pha thứ hai là thằng đi chạm anh em ơi. Chốt. Rồi. Ăn thế giang chiến ơi, cặp cái con này. Không dùng chiêu 2 đẩy nó vào cái anti. Ủa nó vậy. Để đi nó anh em ơi. Cứu được đấy. Ui, áo được rồi. Chọc đi anh ơi, em tới rồi. Con đi mẹ. Ui, lúc gì ạ. Ui ôi. Con đi mẹ. Quá, nó tổ đi mẹ, nó chết được kìa. Cái này anh em sắp tới. Mình bỏ mẹ đi anh em ơi, thôi xong rồi. Cái này anh em đang free. Qua đã kill rồi. Ôi da. Đứng đòn nó đi á. Rồi, thế rồi nhá. Thành thế rồi, đến đây rồi đấy. Nó tốc biến mẹ luôn anh em ạ.
Tôi bảo rồi, chưa có cái gì là bóng cái tình là bóng chơi lăn chưa có tình sáng cả. À đâu, dễ dàng cả. À, khó. Không khó, không khó. Ok. Hay đấy. Lừa nó. Không xa cho các em. Ơ, à, xếp kìa. Vẫn đang trong phần bình luận. Ơ, vẫn đang hút rồi. Ok, ok, ok. Mất, mất, mất. Đánh con Enzo, đánh con Enzo luôn, đánh con Enzo. Đánh em ơi. Vẫn tanh được. Anh không được, anh không được. Vẫn tanh được, vẫn tanh được. Trả đam ngay, vẫn phải trả đam ngay anh em ơi. Không mẹ, tí là mình thua đường nó ngay. Bú chú dưới rồi, bú chú dưới rồi. Đấy, bảo mất cho xong, nó ra nó KS luôn con này của mình. Enzo nó bụi, Enzo nó bụi chứ bảo thấy sao. Ui. Enzo đâu ấy? Đây rồi. Đây sắp ra nhá. Ui. Đi cho mày. Cũng bú được ra sao. Thế giới, đánh con Enzo thế giới. Slow kill, slow kill. Nói chung tốt hơn nhau. Nút nó lăn chưa? Nó lăn. Lăn này bà mẹ. Hay này. Lăn này. Lăn này. Lăn người là đẹp, lăn không còn dẻo ơi. Đăn đẩy. 2 giây, 1 giây. Xuân đây. Đi. Mẹ mày. Cho nó vào đây em ơi. Giết nó đây. Sướng. Sướng mà chịu không nổi. Lũ có này. Khổ mẹ. Ê nó vào giết luôn á. Ê bạn công ty ra mít được nhá. Từ bạn đang dưới đi bạn. Có sử dưới đép á. Bạn đã cứ bắn đó. Mìn này. Ui giời. À, anh em ơi. Nó ta vào mình là Enzo không vô thôi. À vẫn đuốt kìa. Ê mọi người ơi không sao nhá. Không biết Enzo có chặn đầu không mà không đi được. Thằng kia bỏ đồng hồ luôn kìa. Chờ Enzo đâu nhá. Tôi đang bên trên nha anh cầu ơi. Mất mẹ trụ top rồi em ơi. 90% nó bên trên đó. Eli bắn anh ulti ra đây Eli ơi. 90%. Đây, nó dưới, mỗi gấu nhá. 2 giây mới hồi. Thế là 10% của nó ở dưới à? Anh em ơi, nếu bắn đây mình ulti để hụt được kìa. Ai xít cho anh nó bình khí cười đi. Chứ đừng xít cho anh bình oxy. Là tí khí cười anh đâu. Là tí khí cười. Anh cười cho nó kìu rồi. Giờ nó biết anh của mạnh này. Enzo nó vừa ra nè, farm tôi mít xong nó biến về nó chạy ra tiếp. Đấy á. Chứ bình oxy anh cấu cũng không thở nổi đâu. Là tí khí cười anh cười. Anh ấy mục tiêu rồi nhỉ? Thằng ship kìa. Nó cho nó ăn tì thì. Anh ấy cấu đến đây. Đi anh ơi. Ôi được rồi, lấy giải được. Này ăn này nhở các bạn ơi. Ăn hết mục tiêu đi. Mẹ em pha beat đi. Rồi. Nó mất hết chiêu rồi. Bùa xanh này các em ơi, bùa xanh các em ơi. Ôi à, bò lạc. Chuối. Ông Ellie. À, 15 giây anh ơi. Bỏ bùa xanh lên top luôn kìa. Ôi, chúng anh em ơi được này. Bùa đỏ kìa, đang dứng đan bùa đỏ kìa. Anh ơi nhưng mà không theo được. Đẩy mít đi, anh không đẩy mít à? Mẹ làm cái dây đầu đấy. Về anh lên liếm cái bùa đỏ của nó. Nó yếu hết rồi. Ui anh yếu. Lên liếm bùa đỏ anh nhanh á. À, thằng Dương có đang ăn, bọn mày không đánh nó. Nó ăn tí kìa luôn. À, anh em ơi. Ui đẹp. Sao các em đánh gớm thế nhỉ? Ghê quá. Đi mày mạnh, đi mày mạnh ấy. Đánh CB được rồi. Thôi, bình tĩnh anh em ơi. Chậm lại. Cái bạn thở không được. Nãy mới 09 mà giờ đã 14 mồi 1 rồi. Cát! Cầu! Đánh nhau mẹ từ nãy giờ không chán ạ. Kiêng con này phế không? Nãy giờ chưa xài đúng không? Vừa chết xong mới nhận ra là có kèo chết dưới 3. Giờ nó không được chết nữa này. Đấy anh em ơi. Về đi bạn. Kinh công đi. Về hồi máu ăn kinh công này. Chết ra. Thảo mẹ. Bây giờ là không được chết nữa này. Bạn ơi. Đừng lên đây mình lấp xem có bắt được con mồi nữa. Tôi cũng cần con đấy. Ok tôi ăn đâu. Bắt đầu hay đầu bắt mình anh ơi. Bắt mình. Ây à gớm nhở. Ây à. Thế giới. Qua thế giới. Bắn ông thịt kìa. Đúng anh ơi. Chạy. Mua nó phải đúng rồi. Nhanh này đừng chơi nhanh này. Còn lưu nó này. Kinh công đi.
Vâng, xong con rồng rồi bạn. Ừ, ăn cả luôn, ăn cả luôn. Để anh chơi game mấy hôm nữa cầm cả lo gì mấy anh kia cũng thở nổi đâu. Cho về, cho về, cho về nguyên này. Rep, có rep. 15 giây ulti rồi. Thằng này làm gì vậy? Ủa, ra ngó kìa, zip ra ngó kìa. Đánh chết mẹ. Cho ra sâu sâu một xíu. Thôi anh em ơi, cản nó vừa vừa thôi. Anh em ơi, anh em ơi. Đi rồi, đi rồi, có người đi rồi. À, đẹp rồi. Đẹp rồi. Đang xin ra, đang xin ra, nó ra, nó ra. Không có đồng đội nào, đấy cứ đẹp này thôi, đấy. Đấy, thằng Zuka này. Bắn hết đi chứ còn gì, làm hết tuần vai thì bọn ăn tuần vai. Làm đây, làm đây, làm đây, bốn đây, bốn đây. Đấy, cái cổ vũ má con tướng ấy cho nó đi vào người em đi tìm, cho nó đi vào người em kia nó bắn ulti em đi tìm nó không có đuổi lên bắn được anh em đấy, anh em bỏ ra bỏ ra xếp hàng biết đi luôn nhỉ. Đúng anh em phải xếp hàng rồi đánh anh em cái là em đánh nó đúng đúng quy trình để cho em đi được combo. Trời ơi, bên kia mẹ đầu game đang xanh lắm cơ mà sao tự dưng giờ cứ chết liên tục ấy nhỉ? Mất tinh thần rồi, tin này hay lắm nhé, tin này hay lắm nhé, tin này mất tinh thần rồi. Cái này nó trâu nó đi. Bot em ơi, bot đã đây. Anh em cho hút máu với, anh em cho hút máu tí. Poly. Ôi. Ui, hút máu kéo đây, hút máu kéo hơn. Nghe blue, mình hút. Nó hơi kéo nha. Đây cả luôn, nó nhảy ra. Đi làm quả tốc biến và đẩy ra anh xem nào. Vừa nhanh em ơi, vừa nhanh em thì có trụ trên này, trên free rồi. Tốt, thấy được rồi, trụ tốt bên. Trụ trên đây, trụ trên đây, trụ trên đây. Cứ bình tĩnh rồi các bạn ơi. Bên kia đánh nhau ghê quá. Đây anh em ơi. Từ 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 từ. Trong này chậm lại, yếu hết rồi, yếu hết rồi. Đỡ được. Đặt mạnh nam, đặt mạnh nam. Trụ tốt đi, anh em đồ vững trụ tốt đi. Ngồi HP. Thằng Zuka đằng sau ấy, thằng Zuka đằng sau ấy cả đất. Nằm vào đây. Nằm đấy. Nằm đấy. Nằm đấy. Rồi được rồi, rồi anh chơi được nha. Anh em phải chơi được á. Đồ biến này. Luôn à? Nào lên đẩy tốt đi. Biến được, không biến được, bắt được. Trời ơi, trời ơi. Khó 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 khó. Đột biến nè. Đột tử. Không biến cái. Biến. Đây người ta gọi là đột tử đấy. Cái mẹ thằng Enzo nó xích mẹ lại. Sao bạn đột biến đấy bạn? Tôi bắn ti không? Thôi thôi thôi, đột tử đấy bạn ơi. Làm bắt đi anh em, có thử máy. Nghe đây anh, đây này. Anh cái sức của thắng hết lời rồi. Thằng dòng á. Bạn không chết là được. Đâm, ê chạy, chạy, chạy. Dòng á, dòng á, nốt kim công á, ép top win nè. Chiếu thể gấu. Trời ơi. Thế bằng đạt bằng bằng được chậm quá, anh em ạ. Thế em biết gấu. Vừa mời gấu mà. Chạy. Anh nhìn đây, đứng nhìn này. Mà đạt nó lưng nó cắt mạng của anh được. Dòng á, kim công á. Thấy đen á, sao đấy, tán là em biết được rồi. Cái đấy. Chết. Nốt nghe nó yêu anh tôi xin, tôi xin kìa. Biết đi rồi. Lẻ kìa. Lẻ kìa. Ui nó lẻ 4 thằng kìa. Hút. Đi lẻ 4 thằng kìa. Lẻ kìa. Nó định hút này, nó định hút này. Giết thằng ấy trước. Chết. Mình giết à, đầu game mình giết à. Ê tanh rồi nè, tanh nốt đi, tanh nốt đi được không? Vì luôn á. Dính mid vào này. Đi vào khách trụ ơi, Bùi ơi. Đánh người, đánh người, đánh người đây. Bú bú rồi. À, tử team này hay chứ, tử team này đầu game đánh hay chứ. Bú rồi các bạn ơi. Cả năng lai cho mình chấp chữ đủ sâu. Kim liền, chấp chữ đủ sâu. Kim liền. Em biết ngay mà giấy 5 lít phát chỉ được Hương thôi. Cảm ơn chị Hương nhá. Lâu livestream mà chị Hương này vào xem livestream mà anh em.